Chào tất cả anh em nhé. Đây là sau thời gian Covid là anh Dương quá, anh đã cho các cần thủ chúng ta có những thời gian rất là hay là gì dùng chổi để quét dọn đồ đạc vì mốc meo mốc xỉn không đi câu được. Thế anh em phải hết sức là thông cảm nhé. Đấy, rất muốn ra nhiều video cho anh em nhưng mà Dương quá gặp Covid. Thế là hôm nay anh em như này đây, khổ chưa? Bao cần đây, mốc meo mốc xỉn bây giờ dùng chổi quét đây. Không biết là có anh em nào cùng cảnh như này không ạ? Anh em nói chung là thời gian mà ở nhà thì cũng cố gắng là đem ra dọn dẹp mà. Nếu bụi quá thì cứ cầm chổi như này anh em nhé, nhanh gọn và sạch. Đấy, đây là anh Lê Đức Phong, chủ Mùi Câu Cá Hùng Vương. Chào anh em. Chào cậu. Đấy. Đấy, bây giờ hết giãn cách cái là được đi câu thì bắt đầu đem chổi ra quét đồ đạc thế này đây. Đây. Chúc anh em có những giây phút thư giãn, vui vẻ và có những bữa cá ngon cho gia đình nhé. Xin chào anh em.